Nếu như các bạn mà muốn nuôi chim cú gáy đẻ thì các bạn nên nuôi nên một đôi cú Nhật hoặc cú Pháp. Thì đây là cái giống chi này nó rất là thuần, các bạn sẽ cho chúng ấp thuê. Thì cái cách mà chúng ta tạo ra được một nửa chim nhanh nhất là các bạn cho đôi này, ví dụ như đôi này ấp, thì khi mà nó ấp nở ra cái thì khoảng mấy ngày đầu đấy, để cho nó con nó cứng cứng đấy, thì các bạn lại luồn trứng tiếp vào, và sau đó là chúng ta lại bắt con ra, chúng ta nuôi bộ. Thế thì cũng có trường hợp là gần như là con đẻ thì đẻ quanh năm mà con ấp thì ấp quanh năm. Đấy là cái kinh nghiệm mà các bạn nên khai thác ở cái cách nuôi chim cu sinh sản là như vậy. Cái dòng này thì nó rất là thuần, có cái là cái tiếng gáy thì không 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 được hay lắm, không như là cu đất, nhưng mà cũng rất là đẹp đấy, các bạn nhìn thấy rất là đẹp, rất là thuần. Ở đây mẹ ạ. Ở đây mẹ ạ.